Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni và cộng đồng Phật tử Việt Nam cũng như cộng đồng Phật tử trên toàn cầu. Đây là lần thứ hai cộng đồng Phật giáo Việt Nam tổ chức mừng ba sự kiện trọng đại liên hệ đến cuộc đời của Đức Phật, gồm sự kiện đản sinh, sự kiện thành đạo và sự kiện nhập Niết Bàn của Đức Phật Thích Ca, dưới hình thức lễ kỷ niệm online vì đại dịch Covid-19 đang tàn phá thế giới và gây ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Nhân kỷ niệm mùa Phật đản lần thứ 2645 và Phật lịch 2565, tôi kính gửi đến cộng đồng Phật tử Việt Nam trong nước và nước ngoài chủ đề những đóng góp của Đức Phật đối với nhân loại. Đề cập đến cuộc đời của Đức Phật đó, thì chúng ta có ba nguồn văn học lớn: văn học Pali của Phật giáo Thượng Tọa Bộ, ảnh hưởng thịnh hành ở các nước như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia. Nguồn văn học thứ hai đó là Phật giáo bộ phái, điển hình nhất là Nhất Thiết Hữu Bộ qua kinh điển Agama, Việt Nam phiên âm là A Hàm. Nguồn văn học thứ ba là Phật giáo Đại Thừa bằng văn hệ Sanskrit, được dịch ra Hán văn cổ và Tây Tạng ngữ cổ. Thì trong ba nguồn văn học đó, chúng ta có thể phát họa bức tranh về cuộc đời của Đức Phật rất là chi tiết. Năm 1994, trong quyển Kinh Tụng Hằng Ngày, thì tôi đã lần đầu tiên giới thiệu thi kệ cuộc đời Đức Phật gồm có 900 câu song lắc lục bát. Và đến năm 2013 đó, thì quyển Kinh Phật cho người tại gia được ra đời. Thì trong đây đó, bài kinh đầu tiên đó là Kinh Tiểu Sử Đức Phật, do tôi tuyển chọn các đoạn kinh ngắn trong văn học Pali và sắp xếp lại theo một trình tự để theo đó người đọc tụng có thể ôn lại bức tranh về cuộc đời của Đức Phật. Và song song thì có cái quyển Nghi Thức Tưởng Niệm Đức Phật, thì tôi đã giới thiệu cả hai nghi. Nghi năm 1994 dưới dạng thi kệ và nghi năm 2013. Thì quý Phật tử có sở thích đọc tụng về cuộc đời Đức Phật đó có thể nhận nghi thức ấn tống này tại chùa Giác Ngộ, số lượng không giới hạn, để trong những sự kiện trọng đại liên hệ đến cuộc đời Đức Phật đó, chúng ta cùng đọc lại và cam kết lý tưởng cao quý của mình trên con đường phụng sự nhân sinh
tốt đề đạp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Trước khi giới thiệu khái quát về những đóng góp to lớn của Đức Phật đó, thì trước nhất tôi điểm qua về cuộc đời của Đức Phật bằng một số nét căn bản mà tất cả cộng đồng Phật giáo trong nước và nước ngoài đều nắm bắt. Về niên đại đó, thì cộng đồng Phật giáo thế giới ghi nhận chung Đức Phật sinh vào năm 624 trước Tây lịch và nhập Niết Bàn Vô Dư vào năm 554 trước Tây lịch. Ngài là con của Đức Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Maya. Ngài được sinh ra tại vườn Lumbini trên đường Hoàng hậu Maya, mẹ của Ngài đó, theo tập tục ngày xưa về thăm quê ngoại và dừng chân lại tại khu vườn Ngự Uyển rất là đẹp trong một cái mùa đầu tháng năm. Cây cảnh rất là xinh tươi, chim hót líu lo, hoa đua sắc thắm. Thì thông tin Thái tử Tất Đạt Đa được chào đời ở tại vườn Lumbini đó là một niềm vui sướng lớn đối với Đức Vua Tịnh Phạn cũng như là thần dân của tiểu quốc Sakya. Thì các đạo sĩ được thỉnh mời đến đón tướng Thái tử Tất Đạt Đa đó, thì đưa ra hai giả thuyết. Nếu làm vua thì Thái tử Tất Đạt Đa có cơ hội trở thành vị minh quân lớn, nói nôm na theo ngôn ngữ Phật học đó là chuyển luân thánh vương, cai trị đất nước bằng luật pháp, hỗ trợ luật pháp bởi đạo đức và chân lý, và có khả năng thống nhất giang sơn về một mối. Vì yêu nước thương dân đó, Thái tử Tất Đạt Đa đã không màng đến việc lập gia đình cho đến tuổi 29 để không làm cho vua cha phiền lòng. Thì Thái tử Tất Đạt Đa đã lên xe hoa với công chúa Yayudhala, và 10 tháng sau đó đó thì công chúa đã hạ sinh hoàng nam La Hầu La. Thì nhân đây đó thì Thái tử Tất Đạt Đa nghĩ rằng là hoàng gia Sakya của Ngài đó, nếu không có Ngài thì có con trai của Ngài có thể nói giỏi sự nghiệp đế vương. Cho nên sau khi thăm viếng cư dân thông qua ba cửa thành đó, thì Thái tử Tất Đạt Đa đã thấm thía về nỗi khổ niềm đau của dân sinh qua các hiện tượng sự già, sự bệnh và sự chết. Nên Ngài đã thay đổi nhận thức và quyết định làm cái cuộc cách mạng xã hội thông qua con đường thực tập tâm linh, thay vì đó là làm vua như các vị tiền đế ngày xưa. Thì lý tưởng đó lớn dần ở trong Ngài dẫn đến cái sự quyết định, đó là Thái tử Tất Đạt Đa đã vượt cửa thành đông của vương thành Kavalavastu, thường được phiên âm Hán Việt là Ca Tỳ La Vệ, để trở thành nhà tâm linh. Và 6 năm sau đó đó, Thái tử Tất Đạt Đa phát hiện ra con đường trung đạo, còn được gọi là chánh đạo, gồm có 8 yếu tố chia làm 3 trụ cột. Về trí tuệ đó thì có tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính. Về đạo đức đó thì có lời nói chân chính, hành vi chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính. Về thiền định đó thì có chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm. Thì con đường tỉnh thức đó đó đã giúp cho Thái tử Sa môn Gotama Siddhartha chánh thức trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và từ thời điểm giác ngộ cho
cho đến lúc nhập niết bàn ở rừng sinh thái Kusinaga đó, Đức Phật Thích Ca đã có 45 năm lăn chuyển bánh xe chân lý, tức Đàm Má, và chiều má đạo đức, tức Vinaya giá, để mang lại niềm an vui và chất lượng hạnh phúc bền vững cho nhân loại này. Thì trung bình mỗi ngày Đức Phật chia sẻ khoảng 5 bài chân lý, cộng cho 45, nhân cho 45 năm, mỗi năm được có 365 ngày đó, thì chúng ta có được gần tròn số 83.000 mấy trăm bài kinh. Và cho đến hiện nay đó, thì cộng đồng Phật giáo toàn cầu may mắn bảo tồn được khoảng 38.000 bài chân lý của Đức Phật. Về văn học Pali đó, thì chúng ta còn được khoảng 17.000 mấy trăm bài. Về kinh tạng Agama đó, thì chúng ta cũng có được cái số lượng tương đương. Về kinh điển Đại Thừa đó, thì còn được khoảng 3.000 bài. Thì những đóng góp to lớn của Đức Phật đó đã được ghi nhận rất rõ trong hơn 38.000 bài chân lý đó. Thì trong mùa Phật Đản lần thứ 2.645 năm, thì tôi xin nhấn mạnh những đóng góp to lớn của Đức Phật, để theo đó các tăng ni và Phật tử đó, dầu trong hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành trên toàn cầu, chúng ta hãy cam kết tiếp tục vững chân trên lý tưởng cao quý mà Đức Phật Thích Ca đã dày công đóng góp trong suốt cuộc đời, hoằng hóa chân lý, chia sẻ đạo đức, hướng dẫn thiền định, mở mang trí tuệ của Ngài cho nhân loại này. Điều một, thay đổi xã hội. Đứng từ góc độ xã hội học và chính trị học đó, thì Đức Phật Thích Ca là biểu tượng của hai yếu tố quan trọng trong xã hội của Ấn Độ lúc bấy giờ. Về chính trị đó, thì Đức Phật xuất thân là Đông Cung Thái tử của nước Sakya, một tiểu quốc nằm trong Liên bang Cộng hòa gồm có 16 quốc gia lúc bấy giờ. Cho nên về vấn đề chính trị, với tư cách là nhà quản lý đất nước, thì Thái tử Tất Đạt Đa đã được học ở các vị thầy giỏi nhất. Về phương diện tâm linh đó, thì Đức Phật Thích Ca đó là người hoàn thiện được tuệ giác đạo đức và thiền định. Cho nên những kiến thức khi còn là người tại gia đã được Đức Phật sử dụng và giúp cho chân lý mới, con đường tỉnh thức mới của Đức Phật đó trở nên rất thiết thực cho công cuộc thay đổi xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ. Định chế xã hội Ấn Độ được gọi là tập cấp, tức là cha truyền con nối từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thì xã hội đó nó chia con người ra làm 4 đẳng cấp về phương diện chính trị và quân sự. Thì giai cấp vua chúa là độc quyền. Về phương diện tôn giáo và giáo dục đó, thì giai cấp bà la môn là thượng thủ. Về phương diện kinh tế thì giai cấp thương gia đó là bản lề chính. Và về lĩnh vực lao động tay chân, các dịch vụ cũng như là làm nô dịch và nô lệ đó,
thì giai cấp Thủ Đà La, giai cấp Cục Đinh. Việc phân chia bốn giai cấp của xã hội Ấn Độ từ thời Đức Phật trở về trước á, ít nhất là đã có khoảng 3.000 năm lịch sử tồn tại. Và nó được quy định nó trong ba bộ Kinh Thánh Vệ Đà, tức là Kinh Thánh của Đạo Bà La Môn, nay gọi là Đạo Ấn Độ. Chính vì thế, trải qua hàng nghìn năm á, hầu như không có các bậc đạo sư nào dám thách đố lại quyền lực Thượng Đế trong việc phân chia lao động. Nó theo cách giải thích của các đạo sĩ Đạo Bà La Môn. Thực ra thì Đức Phật đã nhìn thấy rất rõ, đó là một cái chính sách áp bức mà đại đa số người bình dân á, phải phục tùng á, hai giai cấp cao, đó là giai cấp vua chúa và giai cấp đạo sĩ. Thành ra khi giá trị thật của con người theo Đức Phật đó lệ thuộc vào những phẩm chất đạo đức, trí tuệ và những đóng góp to lớn của người đó đó cho xã hội và cộng đồng. Cho nên là cuộc cách mạng xã hội được Đức Phật giới khởi đó, nó không phải là một cái cuộc đấu tranh giai cấp như là các phong trào đấu tranh giai cấp ở trên toàn cầu. Ở đây là Đức Phật giới khởi một cuộc chiến tranh đó, kêu gọi mọi người đó phát triển trí tuệ và đạo đức để thay thế thể chế xã hội đặt nặng vấn đề giai cấp rồi, mà đăng ký cái phẩm chất đạo đức, trí tuệ và những giá trị đóng góp của những nhân vật đó chưa chắc đã có, hoặc là chưa chắc đã hơn được những người thuộc giai cấp bình dân hơn. Và bằng con đường tuyệt vời này đó, thì trong vòng mấy năm sau khi giác ngộ thôi, Đức Phật đã chạm vào trái tim và nhận thức của 8 trên tổng số 16 vị vua. Họ đã lần lượt từ bỏ Đạo Bà La Môn gốc, tình nguyện trở thành đệ tử tại gia của Đức Phật. Hàng ngàn quan văn, quan võ và hàng triệu các tín đồ thuộc các tôn giáo bản địa đã lần lượt chọn con đường tỉnh thức mới mà chúng ta biết đến, đó là con đường giác ngộ do Đức Phật Thích Ca khám phá và truyền bá. Thì như vậy ít nhất là 8 trên 16 tiểu bang trong thời của Đức Phật đó đã xóa sổ được chủ nghĩa giai cấp và làm đảo lộn theo chiều hướng tích cực những thay đổi xã hội để đề cao vai trò nhân phẩm lên. Thì ở phương diện này đó, chúng ta có thể khẳng định một cách khách quan rằng trong lịch sử tư tưởng mấy nghìn năm của con người trên quả địa cầu này, chưa từng có bất kỳ một phong trào tôn giáo nào mà nhà sáng lập tôn giáo như Đức Phật Thích Ca đã có thể tạo ra một kỳ tích xứng đáng vào riêng một chiếu đó. Và dĩ nhiên là 8 vị vua nhận Đức Phật làm thầy sẽ tự động chấp nhận chủ nghĩa bình đẳng của Đức Phật và đem vào trong cái vấn đề quản trị nhà nước để mang lại cái cơ hội đồng đẳng cho tất cả mọi thành phần xã hội ở trong nước của họ. Đó là một cuộc cách mạng không hề đổ máu, không hề có chết chóc, không hề có một cái cuộc đấu tranh để giành vị trí độc tôn giữa giai cấp A với giai cấp B. Nó là một cái cuộc là cách mạng nhận thức bằng trí tuệ để con người xóa đi những hình thái bất công, và từ đó nó góp phần giúp cho xã hội Ấn Độ cổ đại đó được phát triển theo chiều hướng tích cực. Điều hai, đề cao vai trò bình đẳng giới.
vào khoảng năm thứ sáu sau khi Đức Phật giác ngộ, khi nhân duyên hội đủ, trong bối cảnh của thành phố Vesali, nơi được xem là trung tâm dân chủ đầu tiên của Ấn Độ nói riêng và là trung tâm của nền dân chủ trên thế giới, Đức Phật đã tuyên bố học thuyết bình đẳng giới bằng cách cho phép mẹ kế của Ngài là Hoàng hậu Mahabasa Ba Đề, vợ của Ngài công chúa Yajudala và 498 quý bà mệnh phụ phu nhân, cũng như là công chúa, quận nương, công nương và nhiều chị em phụ nữ sang quý, cũng như là đại diện cho các thành phần xã hội, chính thức trở thành các tỳ kheo ni, mà chúng ta có thể nói nôm na đó là các vị nữ tu. Như vậy Đức Phật Thích Ca là người có công mở ra trường phái nữ tu đầu tiên trên toàn cầu, đặt cái cuộc cách mạng về giới tính được Đức Phật khởi xướng đó vào trong bối cảnh của xã hội hiện đại đó, thì chúng ta thấy nó rất là bình thường. Bởi vì ở phương Tây vào thế kỷ thứ 17, dưới tác động của phong trào triết học ánh sáng, Enlightenment Movement, thì lúc đó, cái vai trò bình đẳng nam nữ đó đã được đề cao, và người nam đó bắt đầu nhận ra được những cái sai lầm về chính sách trọng nam khinh nữ trong các nền văn hóa từ thời cổ đại cho đến thời cận đại. Cho nên đó, họ đã từng bước nhường là cái cơ hội đồng đẳng cho các chị em phụ nữ có thể tham gia vào xã hội, rồi pháp lý, giáo dục, chính trị và vân vân, nhiều lĩnh vực khác. Đang khi đó ở tại đất nước Ấn Độ cổ xưa, vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch đó, thì Đức Phật là người đầu tiên lập nên học thuyết bình đẳng giới, tức là tạo cơ hội đồng đẳng, bình đẳng, cao quý dành cho quý bà và quý cô. Thì học thuyết bình đẳng giới của Đức Phật có thể được tóm tắt qua các ý chính sau đây. Thứ nhất, về phương diện nhân chủng, thì Đức Phật cho rằng nam và nữ đều giống nhau về cấu trúc nhân thể, đó là đều có một cái đầu, rồi hai tay, một cái thân và hai chân. Trên cái đầu đó thì có hai con mắt, một lỗ mũi, một cái miệng và hai lỗ tai. Thì ở góc độ nhân chủng này đó, dù là người thuộc giới tính thứ ba cũng đều có cấu trúc nhân thể tương tự. Đó, Đức Phật mới khẳng định rằng đó, không có lý do gì mà chúng ta lại đề cao vai trò của người nam, đang khi đó có xu thế là hạ bệ vai trò của người nữ. Về phương diện pháp lý đó, thì Đức Phật dẫn chứng rằng đó là trong xã hội bất cứ ai làm những điều trái với lương tâm, ngược với đạo đức thì bị lên án, quyền rủa, thậm chí là bị luật pháp nghiêm trị, không có ngoại lệ. Còn những người đã làm các việc thiện, việc công đức, việc phước báo, phụng sự, đóng góp thì chắc chắn là sẽ được tán dương. Đó là cái quy luật tự nhiên về phương diện pháp lý thôi. Và hễ ai phạm pháp thì cái đó bị tu tội, nặng nhất là có thể bị tiên án tử hình. Còn ở mức độ khác nhau, động cơ khác nhau thì có thể gia giảm mức độ nặng hay là nhẹ. Còn về phương diện giáo dục đó, thì Đức Phật cho rằng là tất cả những người nữ cần phải được giáo dục tốt đã, vì họ đóng góp hạnh phúc cho gia đình, dẫn dắt con, các cháu, và có thể góp phần chia sẻ các hiểu biết chân chính đó cho xã hội và cộng đồng. Còn về phương diện đạo đức, thì Đức Phật khẳng định rằng là bất luận giới tính, tuổi tác, màu da, sắc tộc, bất kỳ ai hoàn thiện được bốn phương diện của đạo đức, đó là ngăn ngừa những điều xấu để cho chúng không có cơ hội phát sinh,
Nếu lỡ phát sinh đó, thì hãy nỗ lực đó, là đình chỉ đó, rồi cam kết không tái phạm trong tương lai, làm tất cả các việc lành bằng động cơ trong sáng, cao quý, vô ngã, vị tha, thì người đó sẽ trở thành một người chuẩn mực về đạo đức, được rất nhiều người quý trọng, tán dương, khen ngợi. Về phương diện tu tập và quả chứng, Đức Phật khẳng định rằng là nếu người nam bằng việc thực tập bát chánh đạo, hoàn thiện trí tuệ, đạo đức và thiền định, có thể trở thành thánh A-la-hán, khép lại nỗi khổ niềm đau của sanh tử luân hồi, thì người nữ nếu tu tập phương pháp tương tự, nỗ lực tinh tấn không gián đoạn, không đầu hàng số phận, không bỏ cuộc nửa chừng, cũng có cơ hội đồng đẳng chứng đắc thành các vị A-la-hán. Và trong văn học Pali, chúng ta có tác phẩm Trưởng Lão Ni Kệ, tức là tập hợp hơn 1000 bài thi kệ, hay gọi là thiền kệ chứng đắc giác ngộ của các bậc A-la-hán, mà giới tính của họ đó là người nữ. Thì như vậy điều này cho thấy là không chỉ dừng lại ở chủ trương bình đẳng giới, mà Đức Phật là người tạo cơ hội đầu tiên cho những người nữ trở thành là các vị tỳ kheo ni, tức là nữ tu. Và các cái quả chứng cao quý của họ đó là ngang bằng với các vị A-la-hán có giới tính là nam. Thì bây giờ nếu chúng ta đặt cái đóng góp đó vào trong bối cảnh của xã hội Ấn Độ trọng nam khinh nữ, thì quả thực là đóng góp này là một sự tiến bộ cực kỳ quan trọng. Thì trong bối cảnh nền văn hóa và tôn giáo Bà La Môn đó, thì người nữ chỉ làm có ba vai trò chính thôi. Thứ nhất đó, là chăm sóc bao tử của chồng, các con và người thân, tức là làm bếp núc. Thứ hai đó là chăm sóc hạnh phúc giác quan của chồng, tức là qua tình yêu và hôn nhân, có những ân ái, chia sẻ về khoái lạc giác quan. Và thứ ba đó là quản lý gia đình, cũng như là phụ trách việc giáo dục và đạo đức cho con cái thôi. Còn người nam á, mới là trụ cột kinh tế của gia đình, làm tất tần tật mọi thứ. Còn người nữ chỉ làm ba công việc đó thôi. Luật Manu của Ấn Độ giáo cũng có quy định rất là rõ. Khi còn độc thân á, người nữ lệ thuộc vào cha. Khi lên xe hoa đó thì người nữ lệ thuộc vào chồng. Chẳng may chồng qua đời trước đó thì người nữ phải lệ thuộc vào đứa con trai trưởng. Luật Manu kết luận lại đó, trong một kiếp người, người nữ không được quyền độc lập khỏi người nam. Thì với một cái bối cảnh văn hóa tôn giáo và thể chế chính trị ảnh hưởng vào trong đời sống dân hóa, tinh thần, nếp suy nghĩ và ứng xử của con người như là Ấn Độ cổ đại, Đức Phật giới thiệu học thuyết bình đẳng giới quả thực là một cuộc đại cách mạng về vai trò của người nữ. Rất tiếc là đạo Phật đến phương Tây quá muộn, vì phương pháp hành đạo truyền bá chân lý của đạo Phật là con đường hòa bình. Chứ nếu giả sử đạo Phật có mặt ở phương Tây vào thế kỷ thứ nhất Tây lịch đi, thì nền văn minh của nhân loại đã có thể có một cái bước tiến khá dài hơn những gì mà chúng ta có thể thấy như là ngày hôm nay. Đó cũng đều là điều rất là đáng tiếc. Nhưng ở đây chúng ta vẫn phải ghi nhận rằng là sự giải phóng vai trò của người nữ khỏi các định kiến và định chế rất là trọng nam khinh nữ trong xã hội Ấn Độ không phải là chuyện giản đơn. Đức Phật đã làm rất thành công, và điều đó nó góp phần giúp cho cộng đồng người nữ ở Ấn Độ nói riêng và tại các quốc gia tiếp nhận nguồn chân lý của đạo Phật nói chung đó, đã đóng góp rất nhiều cho gia đình, cộng đồng và quốc gia nơi mà những người nữ này
đã có mặt với tư cách là một thành viên. Cho nên ở lĩnh vực đó đó thì chúng ta thấy Đức Phật á là một nhà cách mạng về giới, đã giúp cho người nữ đó đạt được cái đỉnh cao của sự tôn vinh. Đó là những điều cao quý, có giá trị, hữu ích cho cộng đồng và cuộc đời mà người nam có thể làm được, thì người nữ cũng có thể có khả năng làm được tương tự hoặc là tốt hơn thế. Điều ba, giải phóng con người khỏi ách nô lệ vào Thượng Đế và Thần Linh. Vào bối cảnh thứ sáu trước Tây lịch, thì nước Ấn Độ có hai trường phái tôn giáo chính: tôn giáo truyền thống được gọi trong tiếng Sanskrit là Astika, chỉ cho đạo Bà La Môn, nay gọi là đạo Ấn Độ Hinduism. Thì đây là tôn giáo ra đời trước sự ra đời của đạo Phật, trung bình là khoảng 3.000 năm hơn. Chủ trương rằng đó, vũ trụ này đó do Thượng Đế tạo ra. Thượng Đế được gọi trong tiếng Sanskrit là Brahma, tức là đấng sáng thế, đấng nguyên nhân đầu tiên, đấng tạo vật, đấng hình thành ra sự sống của con người, động vật, thực vật và số phận hạnh phúc khổ đau của tất cả mọi sinh vật trên quả địa cầu này. Ấn Độ giáo đã phát họa Thượng Đế gồm có 3 phương diện. Ngoài phương diện sáng thế như vừa nêu, thì phương diện thứ hai đó, thì người Ấn Độ theo Ấn Độ giáo gọi đó là thần Vishnu, tức là phương diện duy trì bảo vệ sự sống. Đó là tình thương của Thượng Đế, tính toàn năng của Thượng Đế dành cho nhân loại để nhân loại biết ơn và phụng thờ. Phương diện thứ ba của Thượng Đế đó là thần Shiva, được gọi là thần quý dược sự sống. Kinh điển Bà La Môn, cụ thể là kinh điển Bà La Môn cho rằng đó, đến ngày tận thế đó, thì thần Shiva sẽ mang lại cái sự quý dược cuộc sống, bao gồm đó, nạn động đất và sóng thần, cũng như là dịch bệnh chết người, để xóa toàn bộ các cái vết tích trên quả địa cầu này. So với các tôn giáo đa thần trên toàn cầu á, thì Bà La Môn giáo ngày xưa mà nay gọi là Ấn Độ giáo đó, đã khắc họa Thượng Đế có thêm phương diện thứ ba, đó là duy trì bảo vệ sự sống của tất cả các tạo vật do Thượng Đế tạo ra. Còn Thượng Đế trong đạo nhất thần và Thượng Đế trong các đạo đa thần đó, thì chủ yếu là người ta khắc họa hai phương diện thôi. Thứ nhất là sáng thế, tạo dựng con người và dần dật. Phương thứ hai đó là quỷ diệt cuộc sống trong ngày phán quyết cuối cùng. Thì như vậy, ở phương diện này đó, thì đạo Bà La Môn có phần tiến bộ hơn, sâu sắc hơn các tôn giáo nhất thần và đa thần. Thì đạo Bà La Môn được gọi là tôn giáo chánh thống của người Ấn Độ cổ đại. Không chấp nhận vai trò sáng thế của Thượng Đế, thì tại Ấn Độ có 3 trường phái đạo Sa Môn, tôi tạm gọi đó là các tôn giáo vô thần. Có từ đó là lâu, đó là trường phái Chavaka, tức là chủ nghĩa duy vật. Đây là một loại tôn giáo cho rằng vật chất có trước, mọi sự vật hiện tượng trong đó có tâm của con người là có sao. Sau khi chết đó, thì con người trở về với đất nước gió lửa và khép lại sự sống vĩnh viễn. Thứ hai đó là đạo Kỳ Đa, Zait, trong tiếng Anh đó là Jainism. Thì chủ trương rằng đó, con người phải trở về cái nguyên ủy của cuộc sống,
như lúc cha sinh mẹ đẻ mình ra, không có người nào á mặc áo quần. Cho nên là các đạo sĩ của đạo Kỳ Na đó là luôn luôn giữ trạng thái khỏa thể, tức là lấy không khí đó làm áo quần mặc của mình, và tu tập theo một cái phương pháp rất là khổ hạnh, đó là ăn chay theo trường phái mà bây giờ ta gọi là vegan, tức là không sử dụng các sản phẩm được chế tác từ sữa và trứng, để thể hiện á lòng thương yêu cao nhất, lớn nhất của họ đối với mọi sinh vật ở trên quả địa cầu này. Nhận diện ra hai trường phái vô thần vừa nêu là có những giới hạn nhất định, không thể giúp được con người giác ngộ và giải thoát. Thái tử Tất Đạt Đa sau đó trở thành là Sa Môn, Gautama Siddhartha và cuối cùng là trở thành là Phật Thích Ca, đã thành lập ra trường phái tôn giáo vô thần thứ ba, đó là Sa Môn Thích Tử hay là gọi là Đạo Phật Thích Ca. Thì Đức Phật đó là người thấy rất rõ rằng là khái niệm về Thượng Đế đó chỉ là một sự sai lầm về nhận thức thôi, đối với cái bản chất vận hành của vũ trụ. Thì theo Phật giáo Thượng Tọa Bộ, vào tuần lễ thứ tư sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề, Đức Phật đã hình thành ra học thuyết vũ trụ luận, và học thuyết này đó được phát họa qua bốn câu kệ rất là ngắn gọn như sau: do cái này có nên cái kia có, do cái này sinh nên cái kia sinh, do cái này không có nên cái khác không có, do cái này kết thúc nên cái khác kết thúc. Thì học thuyết này đó chủ yếu là xóa sổ ba trường phái triết học tôn giáo thịnh hành vào thời điểm đó mà cũng như là trên toàn cầu ngày nay, bao gồm chủ nghĩa duy thần, tức là cho rằng có một đấng nguyên nhân đầu tiên tạo dựng ra con người vạn vật, được gọi đó là Thượng Đế, hay là đấng Chúa Trời, hay là đấng tạo dựng, hay là quyền uy tối thượng của vũ trụ. Thì bởi vì theo Đức Phật đó, không có nguyên nhân đầu tiên. Khái niệm về nguyên nhân đầu tiên chỉ là một ngộ nhận về nhận thức thôi, chứ không có thật. Và học thuyết thứ hai đó là chủ nghĩa duy vật cổ đại của Ấn Độ, cho rằng đó vật chất có trước, rồi ý thức của con người là một loại vật chất đặc biệt, cho nên đó, con người chỉ sống một kiếp sống ở trên kiếp này thôi, sau khi chết đó, thì mọi thứ trở về với cát bụi và khép lại vĩnh viễn. Và trường phái thứ ba bị phủ định bởi học thuyết duyên khởi của Đức Phật đó, đó là học thuyết duy tâm, cho rằng tâm có trước, vạn vật có sau, và đây là một cái chủ nghĩa siêu hình không thể chấp nhận được. Nó có khác là qua học thuyết duyên khởi đó, thì chúng ta có thể dùng khái niệm hiện đại để dễ hiểu hơn, đó là thuyết trình bày mọi sự hiện tượng theo tính tương quan, tương tác, tương duyên và tương thuộc. Cái này có nên cái kia có, cái này không cái kia không. Và học thuyết này được Đức Phật khắc họa ở trong Bát Nhã Tâm Kinh đó bằng mấy câu rất là đơn giản thôi: nhất thiết pháp bất sinh bất diệt bất tăng bất giảm. Tạm dịch là mọi sự vật hiện tượng không tự sinh ra, không mất đi, không tăng thêm, không giảm bớt. Thì vật lý học hiện đại gọi đó là sự bảo toàn năng lượng, vì không có tăng thêm, không giảm bớt thì nó tự động nó chuyển từ hình thái A sang hình thái B tương đương, cũng giống như là mây đó dưới tác động của nhiệt thì tạo thành mưa. Như vậy cái hiện tượng là đám mây nó bị thay đổi thành là những giọt mưa, mà giọt mưa thì nó tạo ra sự ẩm thấp và mạch nước ngầm, thì cứ như thế là nó chuyển từ hình thức này sang hình thức khác thôi. Và cũng theo cái nguyên tắc tương quan, tương duy, tương thực đó, Đức Phật cho rằng đó là ý niệm về nguyên nhân đầu tiên, dù đó là Thượng Đế, là duy vật hay là duy tâm, chỉ là nhận thức sai lầm về bản chất của vũ trụ. Mà vào thời điểm đó đó,
trong thời cổ đại, con người chưa đủ kiến thức để lý giải tại sao có các hiện tượng như là sấm sét, rồi động đất, sóng thần, bệnh tật, chết chóc, vân vân. Người ta cứ nghĩ rằng là do Thượng Đế và các thần linh giận dữ đối với con người không có niềm tin với mình tạo ra thôi. Còn nó là cái bản chất vận hành trong thế giới thiên nhiên, nó là thế. Chứ chẳng có một cái nguyên nhân nào, một đấng sáng thế siêu nhiên nào đứng ra làm cái công việc đó. Thì vậy thông qua học thuyết này, vào tuần lễ thứ tư sau khi giác ngộ, thì suốt 45 năm sau đó thì Đức Phật rất thống nhất về quan điểm. Khi đi tới đâu Đức Phật cũng truyền bá chân lý, khai mở trí tuệ, rồi trao tặng sự hiểu biết đúng để giúp cho mọi người không bị lệ thuộc vào Thượng Đế và các thần linh nữa. Thì theo đó đó, đề cao cái vai trò trách nhiệm ở mỗi con người. Đó là tất cả những gì chúng ta làm của ngày hôm nay đó, nó sẽ tạo ra một cái cộng hưởng nhân quả, tác động đến với người khác và cộng đồng. Cho nên chúng ta phải có trách nhiệm với những điều đó. Còn những gì mà chúng ta đang thụ hưởng bây giờ, dù đó là ở phương diện tốt hay là phương diện tiêu cực, thì nó đều là một cái tác động đa chiều của nhân quả được chúng ta và mọi người tạo ra ở trong quá khứ. Quá khứ của kiếp này, hoặc là quá khứ của những kiếp trước, hoặc là quá khứ của cả hai kiếp. Chứ không có tình trạng ngẫu nhiên, hay là có bất cứ một Thượng Đế hay là một đấng siêu nhiên nào đó đứng ra can thiệp để sắp xếp cái vận mệnh của con người theo công thức mà Quỷ Du đã nói trong truyện Kiều, đại diện cho quan điểm của Nho giáo. Bất phong trần, phải phong trần cho thanh cao mới đặng phần thanh cao. Còn hạnh phúc hay khổ đau đó là do tất cả lối sống, thói quen, cách ứng xử vốn được xem là tập hợp của các hành vi, bao gồm có chủ đích hay là vô tình của con người trong ba chiều thời gian, gồm có chiều thời gian quá khứ, chiều thời gian hiện tại và chiều thời gian tương lai. Thế vậy, bằng việc giới thiệu tính trách nhiệm của hành vi thông qua sự cân nhắc đúng, tức là chánh niệm và lương tâm trong sáng đó, thì Đức Phật kêu gọi tất cả mọi người hãy xóa ách nô lệ của mình vào Thượng Đế và các thần linh. Rất nhiều tôn giáo người ta cứ đổ lỗi, sợ dĩ tôi khổ là do một đấng siêu như nào đó muốn như thế, sắp xếp như thế, cho nên họ phải thúc thủ chấp nhận như thế. Và sở dĩ mà tôi vui đó là cũng được đấng siêu như đó thương tình cho được như thế thông qua sự cầu nguyện và mặc khải. Thì ở phương diện này đó, Đức Phật là người có công lớn trong nỗ lực xóa sổ ách nô lệ của con người vào niềm tin Thượng Đế và niềm tin thần linh. Cũng có thể có một số Phật tử thắc mắc là thế thì tại sao trong văn học Pali, văn học Agama và văn học Đại Thừa đó vẫn có đề cập đến một cái câu chuyện thống nhất, đó là ngay sau khi giác ngộ với cội Bồ Đề đó, Đức Phật đã vội vàng muốn nhập Niết Bàn vô dư, tức là chết đi. Cho đến lúc Phạm Thiên Sahamati đứng ra thỉnh nguyện Đức Phật đến 3 lần thì Đức Phật mới mở lòng từ bi, thương tưởng chúng sinh và lăn chuyển bánh xe chân lý. Samati đó là Phạm Thiên, là hóa thân của đấng Chúa Trời. Thì chúng ta biết là cái câu chuyện này đó được biên tập về sau nhằm đề cao vai trò truyền bá chân lý của Đức Phật. Và cái thông điệp đó, nó được ẩn chứa đằng sau cái câu chuyện được biên tập này là gì? Đó là hóa thân của Thượng Đế trong Đạo Bà La Môn đã nhường lại vũ trụ mà ông cai quản này đã cho Đức Phật Thích Ca bằng việc đó là thỉnh Đức Phật Thích Ca chuyển pháp luôn. Cho nên thay vì đi theo Đạo Bà La Môn, Đạo Ấn Độ, mà đang khi Thượng Đế đó đã đi theo Đức Phật rồi, thì tốt nhất hãy
trực tiếp đi theo Đức Phật chứ không cần phải trải qua một trung gian tôn giáo nào khác. Cái thông điệp của cái câu chuyện đó nằm ở chỗ này. Bởi vì ở trong đại tập á, thì Đức Phật có đề cập đến là nếu Thượng Đế là có thật thì Thượng Đế đã tạo ra một thế gian hư hỏng. Thế gian hư hỏng đó là thế gian có giai cấp, cũng là con cháu của Thượng Đế hết, nhưng mà là Thượng Đế cho cái giai cấp vua chúa và các nhà quân sự đó cái độc quyền về cai trị đất nước, còn cho những đạo sĩ Bà La Môn độc quyền về tôn giáo và giáo dục, đang khi đó là các giai cấp còn lại đó thì phải hứng lấy cái sự cai trị bất bình đẳng và không có công bằng của họ. Thì vậy thì Thượng Đế đâu có thương hết tất cả các con ruột của mình đâu, cho nên đó, chúng ta không nên dễ dàng tin rằng cái câu chuyện đó là cái câu chuyện có thật giữa Đức Phật Thích Ca đối thoại với quá thân của Thượng Đế. Vì Đức Phật cho rằng Thượng Đế không có thật, làm gì có cuộc quá thân đó mà đối thoại. Và cái mô tiếp đó, nó mâu thuẫn nằm ở chỗ đó, đó là khi còn là thái tử Đông Cung, chối bỏ cơ hội làm vua của tiểu quốc Sakya, Đức Phật Thích Ca đã dựa cửa thành Đông để đi xuất gia, rồi trải qua 6 năm tu với 3 phương pháp tu khác nhau. Suýt nữa là Đức Phật đã bỏ mạng do phương pháp tu sai, khổ hạnh ép sát. Thì không có lý do gì sau khi giác ngộ được đạo quả, điều mà Đức Phật trông đợi 6 năm trời, mà Ngài lại tuyên bố đi nhập Niết Bàn. Cho đến lúc được Phạm Thiên Sahamati đó thỉnh chiêu pháp luôn thì Ngài mới sực tỉnh được cái lý tưởng của mình. Cái mô tiếp tâm lý đó không có logic. Một người có thôi thúc như thế, mạnh mẽ như thế, quyết liệt như thế, và khi mà ngồi xuống cầu Bồ Đề, Ngài còn tuyên thệ rằng là nếu không giác ngộ bằng phương pháp Bát Chánh Đạo mà Ngài mới khám phá, dầu thịt nát xương tan, Ngài quyết định không rời khỏi cội cây Bồ Đề này. Đó là lý tưởng chắc chắn, mà nó cũng là yếu tính của trí tuệ. Cái tinh hoa của trí tuệ giúp cho một người đó rất là quyết liệt, mạnh mẽ, dứt khoát với cái lý tưởng cao quý để đạt được những giá trị phụng sự nhân sinh. Thì không có lý do gì sau khi giác ngộ thì Đức Phật lại chán nản đến độ là muốn nhập Niết Bàn vô dư. Cho nên trong rất nhiều kinh Đức Phật kêu gọi chúng ta là đừng đổ thừa vào Thượng Đế đã sắp xếp thân phận của mình như thế. Cũng đừng có ngộ nhận cho rằng là có các thần linh trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề mà mình phải phục tùng đó, rồi là dân cúng cầu nguyện để được các thần linh phù hộ cho. Số phận của con người hạnh phúc hay là khổ đau đều do con người tạo ra bằng các hành vi, thói quen và lối sống. Nếu như chúng ta làm một việc gì sai mà không ăn năn hối cải, làm mới cuộc đời đó, thì các nhân xấu đó sẽ đeo bám chúng ta như là bóng không rời khỏi hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng, vì luật nhân quả rất là chính xác. Còn nếu có một vị Thượng Đế hay là thần linh can thiệp vào cái tiến trình trổ quả của các hành vi của chúng ta, chắc chắn là sẽ có sự lũng đoạn, và chắc chắn là sẽ có sự ngộ nhận hay là sự sai lầm. Do vì cái quy luật nhân quả nó tự vận hành như thế, cho nên nó không bao giờ xảy ra cái sự ngộ nhận và sai số. Chúng ta phải tin điều đó. Như vậy ở góc độ này đó, thì cộng đồng nhân loại toàn cầu biết ơn Đức Phật Thích Ca đã khai sáng ra chân lý, kêu gọi tất cả chúng ta phải có trách nhiệm đối với hành vi, lời nói và việc làm của mình, để chúng ta không còn lệ thuộc vào cái sự trông đợi ơn cứu rỗi của một đấng siêu nhiên nào đó. Thì đây là điểm rất khác biệt giữa đạo Phật với các tôn giáo nhất thần hay là tôn giáo đa thần, Đông hay là Tây, cổ đại hay là hiện đại. Và đây là yếu tính mà theo đó là giới tri thức, giới khoa học đó, dễ dàng tiếp cận được đạo Phật. Vì khi mà họ nghiên cứu sâu, hiểu biết rộng
bắt đầu họ sẽ thấy rất rõ là vũ trụ này không có nguyên nhân đầu tiên. Vũ trụ này nó tương tác hình thành cái này có cái kia có thôi. Đó là đóng góp rất to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Điều 4, thiết lập thế giới hòa bình là một thái tử đông cung trước khi đi tu. Đức Phật Thích Ca đã từng trải qua giai đoạn làm chính trị, mặc dầu đất nước của ngài đó là tiểu quốc Sakya nhỏ bé. Vào thời điểm thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch đó, thì có khoảng 150 triệu dân thôi, con số đó không phải là nhiều lắm. Khi trở thành bậc đại giác ngộ cho đến lúc qua đời đó, thì tư tưởng thống nhất mà Đức Phật đã truyền bá đó là thiết lập hòa bình nội tâm, rồi hòa bình ở trong gia đình, hòa bình cộng đồng, hòa bình quốc gia và hòa bình với liên quốc gia. Đây là tư tưởng nhất quán của Đức Phật ở trong tất cả các kinh, dù là trường phái Thượng Tọa Bộ bằng văn hệ Pali, hay là trường phái Nhất Thiết Hữu Bộ về Đại Thừa bằng văn hệ Sanskrit, với các ngôn ngữ dịch gồm có Hán văn cổ hay là Tây Tạng ngữ cổ. Thì trong quyển Kinh Tụng Hàng Ngày do tôi biên tập vào năm 1994, và quyển Kinh Phật Cho Người Tại Gia do tôi phiên dịch vào năm 2013, thì đều có trích lại những bài kinh Đức Phật dạy về nghệ thuật quản trị đất nước trên nền tảng thiết lập hòa bình, xóa bỏ tất cả các bất đồng về ý thức hệ chính trị, quan điểm, vì mục đích chung đó là làm thế nào để xây dựng và phát triển đất nước ngày càng phồn vịnh, và mọi thành phần xã hội đó theo đó có cơ hội được đóng góp và sống hạnh phúc bình an. Học thuyết quan trọng nhất đó là học thuyết Chakravarti, thường được dịch ở trong Hán Việt đó là chuyển luân thanh vương. Thì về phương diện chính trị và đặc biệt là quản trị nhà nước thì chuyển luân thanh vương là người đề cao chủ nghĩa pháp quyền. Thì bây giờ thì phần lớn hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ đó nỗ lực để thiết lập nền tảng lấy luật làm hệ quy chiếu, không có chính sách ưu tiên ngoại lệ, để tạo ra cái sự công bằng dân chủ một cách đó là tuyệt đối, ở một mức độ tương đối. Thì Đức Phật đã chủ trương rất là sáng suốt rằng đó, vị chuyển luân thánh vương này đó phải đặt nền tảng sự cai trị đất nước của mình trên luật pháp. Ngay cả bản thân của nhà vua cũng không có ngoại lệ. Thế nếu mà chúng ta đặt cái lời dạy này vào trong cái bối cảnh vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch đó, thì đó là một cái cuộc cách mạng lớn về chính trị. Là bởi vì đó, nhà vua được xem là cán cân công lý, cũng là cán cân của đúng và sai. Vua muốn cho ai trúng thì xử thắng người đó, vua muốn cho ai sai thì xử phạt người đó thôi, chứ nó không có một cái đúng sai thật sự giống như cái cách mà chủ nghĩa pháp quyền bây giờ chúng ta đang làm. Rồi bất bình đẳng hơn nữa, bất công hơn nữa đó là khi có một người nào đó phạm tội khi quân thì chẳng những người đó bị chết mà dòng họ là bên ngoại bên nội bị chu với tam tộc thì chết vạ lây luôn. Tức là những người không hề tạo ra cái tội ác đó mà phải chung một số phận cộng nghiệp đó về phương diện hậu quả trừng phạt, đó là điều khó có thể được chấp nhận. Thì trong các bài kinh nói về chuyển lên thánh vương đó, thì chúng ta có thể thấy là nó có ba trụ cột. Trụ cột thứ nhất là chủ nghĩa pháp quyền, luật là nền tảng để tạo ra cái công bằng xã hội tốt nhất. Trụ cột thứ hai đó là truyền bá đạo đức, Đức Phật gọi đó là Vinaya,
Và cái luật Vinaya của Đức Phật nó có rất nhiều điều khoản đạo đức, nó gọi là sila. Đối với cộng đồng Phật giáo đó thì chia ra làm đạo đức tại gia và đạo đức xuất gia. Thì đây là hệ thống luật đầu tiên về phương diện dân bản. Và thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch đó, thì các dân bản luật của Phật giáo đã được hình thành. Thì hiện nay chúng ta còn 6 trường phái luật với 6 bản văn rất là đầy đủ, được gồm có luật tứ phần, luật thập ngũ phần, luật thập tụng, luật ma ha tăng kỳ, luật thuyết giới thiết hữu bộ và luật thượng tọa bộ. Thì mỗi một bộ luật như thế đó trung bình nó có khoảng 700 trang cho đến 1.500 trang khổ A4 co chữ 13. Nếu mà dịch ra tiếng Việt đó, thì cái số lượng chữ đó tối thiểu là như thế. Thì vậy ở phương diện góc độ của đạo đức học hỗ trợ cho quản trị luật pháp đối với một quốc gia đó, thì Đức Phật Thích Ca là người đầu tiên đó là đặt nền tảng hỗ trợ đạo đức cho luật pháp. Bởi vì luật pháp đó, nó chỉ nhấn mạnh đến cái cán cân tương đối công bằng thôi. Vẫn có những cái trường hợp ta lách luật hoặc là những cái sơ hở của luật đó, nó không làm cho xã hội nó được là nghiêm minh một cách đó là khách quan tốt nhất có thể. Thì hỗ trợ đạo đức nó giúp cho người ta cảm thấy là rai rất lương tâm, rồi hổ thẹn cá nhân, hổ thẹn xã hội, để có thể phấn đấu và đóng góp cho xã hội theo nền tảng dù chưa có bị luật pháp sờ gái, chưa có bị xã hội lên án, chưa bị cộng đồng là phủ định. Thì cái người mà có đạo đức đó, họ cảm thấy họ nhột, họ xót, cho nên là cố gắng là không làm những điều trái với lương tâm và đạo đức. Và cái trụ cột thứ ba đó, đó là truyền bá chân lý, mở trí tuệ. Vì theo Đức Phật, trí tuệ là chìa khóa để giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Như vậy thì trưởng là thánh vương quản trị đất nước theo mô hình của Đức Phật đó, thì nó phải hội đủ luật pháp, đạo đức và trí tuệ. Mà nếu như truyền bá học thuyết này một cách rộng rãi đó, thì tự động mỗi con người đã thiết lập được nền hòa bình nội tại. Bởi vì họ vi phạm luật pháp thì họ ở đâu họ cũng được bình an, không lo lắng căng thẳng sợ hãi, nhất là sợ hãi bị cô lập, sợ hãi bị trừng phạt, sợ hãi bị tù đày. Thì sống đạo đức thì mình đâu có sợ nữa. Thì đó là cái nền tảng rất là quan trọng. Theo đó thì Đức Phật mới dạy mỗi người đó phải tự làm chủ các cái phản ứng cảm xúc, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái biết. Chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, không can thiệp cảm xúc và thái độ chủ quan của mình vào tiến trình nhận thức. Thì bằng cách này đó thì người tu học Phật đó sẽ đạt được cái trình độ nhận thức như thật về bản chất của con người như con người đang là, về bản chất của sự vật như sự vật đang là. Triết học hiện đại thì gọi đó là sự vật trong chính nó, còn đạo Phật thì gọi đó là cái nhìn như thật hay là cái nhìn như thị, và giúp cho chúng người, con người đó có thể đạt được trí tuệ. Thì nhờ cái nhận thức này đó thì con người sẽ sống một cách rất là hòa bình với mình, trong cái tương tác với tha nhân, không có chê ghét, không có gây trở ngại, không có phạm pháp, không đẩy ai vào trong nỗi khổ niềm đau, rồi có lòng từ bi lớn, có lòng cảm thông lớn, có sự nâng đỡ lớn, có sự dẫn dắt lớn, và nhất là đi theo con đường đúng để giúp cho mọi người được hạnh phúc và bình an nội tại. Thì cũng trên những nền tảng đó thì Đức Phật kêu gọi thiết lập hòa bình, xóa bỏ mọi hình thái hận thù, chiến tranh, thực tập buông xả, đề cao vai trò của tha thứ, lòng vô ngã, tâm vị tha, sự độ lượng, bao dung, quảng đại như là quả địa cầu. Thì những cái phẩm chất cao quý này đó nó giúp cho con người đó luôn luôn đề cao vai trò hòa bình, tức là tôn trọng cái chủ quyền độc lập thiêng liêng của đất nước, nhưng mà đồng thời cũng phải tôn trọng chủ quyền độc lập thiêng liêng của các quốc gia nhược tiểu ha. Thì về cái phẩm chất triết lý đề cao hòa bình đó đó, thì kinh điển Đức Phật rất là dứt quán ở trong văn học Pali, văn học A Hàm và văn học Đại Thừa. Và cuối cùng đó thì mọi giải pháp thì theo Đức Phật đó luôn luôn được giải quyết bằng trí tuệ.
Trong văn học Pali, Đức Phật cho rằng đó, trí tuệ đó là ngọn đuốc soi sáng thế gian. Còn trong văn học Đại Thừa đó, thì Đức Phật cho rằng trí tuệ là sự nghiệp. Tức là ai giàu có về trí tuệ thì cái sự lập nghiệp đời hay là đạo nghiệp trong phụng sự nhân sinh đó, là trước sau gì cũng thành tựu ở một cái phạm vi rộng lớn, và nó mang lại những cái giá trị hạnh phúc bền vững cao quý cho mình và cho con người. Thì giải pháp các vấn nạn mà Đức Phật đóng góp đó, nó gồm có 4 bước. Bước 1 là giáp mặt cuộc đời để ghi nhận các nỗi đau liên hệ đến cơ thể vật lý, được gồm có sinh, già, bệnh và chết. Còn về các nỗi khổ tinh thần á, thì gồm có thương yêu phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tự nguyện, và chấp vào tổ hợp tâm vật lý này là thường hằng bất biết. Thì đây là cái tổng thể nỗi khổ niềm đau mà con người gặp phải. Thì trên tinh thần đó, chúng ta có thể rút ra được cái cách mà Đức Phật giải quyết vấn đề đó là kêu gọi chúng ta không nên cường điệu quá khổ đau, vì như thế là tự hành hạ cảm xúc. Không nên phớt lờ khổ đau, vì như thế là liều mạng. Không nên đào tẩu khổ đau, vì như thế là thiếu trách nhiệm. Thông qua đó đó, thì bước thứ hai Đức Phật dạy và đóng góp cho cuộc đời đó là kêu gọi chúng ta truy tìm nguyên nhân của khổ đau từ các động cơ tâm lý và thái độ. Bởi vì tâm là đạo diễn của các hành vi. Thì theo đó Đức Phật khu biệt lại có 3 nhóm động cơ tiêu cực. Đó là động cơ tâm tham, động cơ tâm giận dữ, động cơ tâm si mê. Si mê thì là phát sinh thêm một cái bạn đồng hành, đó là sự cố chấp. Thì bất cứ nơi nào, bất cứ ai mà sống bị chi phối bởi tham lam, giận dữ, sự bèo cố chấp đó, thì người đó có thể bị rủi ro tạo ra các nỗi khổ niềm đau cho mình và cho con người. Thì bước thứ ba đó, thì Đức Phật cho rằng đó là hạnh phúc là có thật, trải nghiệm bây giờ và tại đây bằng phương pháp đúng. Khi mà toàn bộ các nỗi khổ niềm đau đã được kết thúc, hạnh phúc không phải là một cái gì đó xa về phi hiện thực, hạnh phúc có thể đạt được bằng sự thực tập đúng. Và bước thứ tư đó, đó là thực tập chánh đạo để trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Như tôi đã nói đó, thì theo Đức Phật đó được gồm có 3 hệ giá trị cốt lõi. Đó là giá trị trí tuệ, giá trị đạo đức và giá trị thiền định. Kính thưa cộng đồng và Phật tử trong nước và nước ngoài, thì qua 4 phương diện đóng góp to lớn của Đức Phật mà tôi vừa trình bày đó, nó chỉ là một phần rất nhỏ so với những gì mà Đức Phật đã đóng góp trong suốt 45 năm truyền bá chân lý. Không chỉ đối với cộng đồng Ấn Độ lúc đó mà cho nhân loại trên quả địa cầu này. Cho nên nhân mùa Phật đản lần thứ 2645 năm, Phật lịch 2565, thì tất cả chúng ta đang phải trải qua đại lễ tưởng niệm Đức Phật đản sinh thành đạo nhân Niết Bàn online lần thứ 2. Do tác động của Covid-19 thì tất cả chúng ta hãy vận khởi lòng thành, lòng tâm từ bi và sự cam kết là hãy cùng nỗ lực để góp phần đẩy lùi đại dịch Covid-19 và cầu nguyện cho sự an bình đó, sớm tái lập trên quả địa cầu này, để cho cộng đồng toàn cầu, trong đó có công dân Việt Nam, có thể tái phục hồi các sinh hoạt thường nhật, bao gồm các sinh hoạt gia đình, sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt giáo dục, sinh hoạt pháp lý, sinh hoạt du lịch, sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt tôn giáo và nhiều phương diện khác. Và cầu chúc cho các nỗi khổ niềm đau do con người tạo ra nó sớm được dặn dịu và kết thúc, để quả địa cầu này đó trở thành nơi đáng sống hơn, có giá trị hơn, và mỗi việc làm của chúng ta đều mang lại niềm an vui hạnh phúc cho cuộc đời. Kính chúc quý tôn đức tăng ni,
trong nước và nước ngoài thêm một mùa Phật đản với nhiều giá trị tỉnh thức, và đồng thời kính chúc cộng đồng Phật tử Việt Nam trong nước và nước ngoài năm nay hãy cố gắng đề cao vai trò tỉnh thức trong lễ Phật đản, treo cờ Phật giáo tại nhà của mình, là bàn thờ Phật đản một cách trịnh trọng, rồi đọc kinh Phật, ôn lại cuộc đời của Đức Phật. Và quý vị nào sinh hoạt với chùa nào thì hãy gắn kết đường truyền trực tuyến của Facebook hay là YouTube do chùa đó truyền bá, để chúng ta đồng thời cùng tham dự đại lễ Phật đản online. Rồi chúng ta hãy cùng nhau nguyện cầu những điều an lành, hạnh phúc, bình an đến với mọi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ theo Mô Hưng Thịnh, nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Đông Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu,
tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quan Âm Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quan Âm Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt, 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1.6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật Pháp Tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.